Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Đây là toàn cảnh khuôn viên của tu viện Thường Vân nằm trên đường Nguyễn Hữu Chí, khu phố 5, huyện Bình Chánh. Và quý vị vừa thấy là tu viện Thường Vân này rất là rộng lớn và rất là đẹp. Và đây là phía bên ngoài của chánh điện tu viện Thường Vân. Chúng ta nhìn thấy rất là đẹp và rất là trang nghiêm. Và đây là toàn cảnh ở ngoài khuôn viên của tu viện Thường Vân này. Và phía bên tay phải là có khu vui chơi dành cho thiếu nhi. Và khu này dành cho các bé tại tu viện Thường Vân, cũng như dành cho các Phật tử khi đến đây tham quan và chiêm bái, để các con có thể tung tăng với những khu vui chơi giới này và rất là vui. Đây, rất nhiều bạn nhỏ đang vui vẻ rất nhau với nhau, rất là vui. Và chúng ta có thể đi vòng vòng tham quan và chiêm bái khu tu viện Thường Vân này. Và phía bên ngoài chánh điện thì ta nhìn thấy hai bên là có hai vị hộ pháp để bảo vệ cho chánh điện của Phật Thích Ca Mâu Ni. Và chính giữa chánh điện ta nhìn thấy có ban thờ tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang tọa thiền dưới đài sen. Rất là đẹp và rất là trang nghiêm. Và đây là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu nạn cứu khổ chúng sinh. Và dưới chân mẹ thì có một hồ cá rất là đẹp, rất là nhiều cá. Và chúng ta nhìn thấy là hồ cá này rất là nhiều cá và nhìn rất là đẹp dưới chân của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Và đang công trình đang thi công là đang làm thêm những hạng mục để tô lên vẻ đẹp cho mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát tại nơi này.